Thưa quý khán giả, trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống hôm nay, mời quý khán giả cùng ngắm một số mẫu trang trí trên sản phẩm thủy tinh bởi đôi tay khéo léo của các bạn trẻ. Những bình hoa sinh động hay những cái ly, cái đèn xinh xắn do các bạn trẻ tạo tác đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống năng động hiện đại. Kính thưa quý khán giả, nghệ thuật vẽ trên thủy tinh đòi hỏi phải có năng khiếu, phải có khả năng sáng tạo, sự kiên trì và cộng thêm với niềm đam mê nghệ thuật. Và từ những chiếc bình, những chiếc ly đơn điệu nhưng mà qua bàn tay khéo léo của các bạn trẻ thì đã biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng. Trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống kỳ này, Cẩm Trí xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng khám phá sự thú vị của nghệ thuật vẽ trên thủy tinh. Nghệ thuật vẽ trên thủy tinh ra đời ở châu Âu từ rất lâu, khi người phương Tây sử dụng tranh kính để trang trí các nhà thờ, cung điện. Những ô cửa bằng kính khi được vẽ lên những hình ảnh sinh động đã tạo được ấn tượng rất mạnh với người thưởng lãm. Chính vì thế, nghệ thuật vẽ trên thủy tinh ngày càng phát triển. Các họa sĩ, nghệ nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm vô cùng thú vị. Ở Việt Nam trong vài năm gần đây, cũng có một số bạn trẻ đến với nghệ thuật vẽ thủy tinh bằng tất cả đam mê. Họ cũng tạo được dấu ấn trên từng tác phẩm của mình. Bây giờ để cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về nghệ thuật vẽ trên thủy tinh thì Cẩm Trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Tuấn Khôi, là một bạn trẻ rất là đam mê đối với bộ môn nghệ thuật này. Xin chào Tuấn Khôi. Tuấn Khôi có thể cho biết là từ một cái ý tưởng như thế nào mà đã đưa Tuấn Khôi đến với bộ môn nghệ thuật này? Theo những gì em biết thì cái nghệ thuật tranh kính này xuất phát từ châu Âu và cũng đã từ lâu lắm rồi. Trong nhà thờ có những tranh kính người ta trang trí thì em rất đam mê và em đã tìm hiểu và nghiên cứu từ đó. Để có thể sáng tạo nên những cái tác phẩm nghệ thuật như thế này thì đòi hỏi những người sáng tác nên nó phải là một người có tố chất như thế nào? Thưa anh, để vẽ được những sản phẩm thủy tinh như thế này thì ngoài cái khả năng vẽ tay, cái năng khiếu của mình thì mình còn có phải tinh tế và quan trọng nhất là phải có sự tỉ mỉ xíu thì những tác phẩm của mình sẽ trông bắt mắt và hoàn thiện. Những tác phẩm như vậy thì có rất nhiều hình hoa văn rất là nghệ thuật và bây giờ khách hàng tìm đến nghệ thuật và những cái gì đặc sắc thì đây là những cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Vẽ trên thủy tinh đòi hỏi phải có sự sáng tạo. Ngay từ khâu tạo mẫu, người thực hiện phải hình dung mình sẽ vẽ những hình ảnh gì, sau đó mới phác thảo trên giấy. Khi cảm thấy hài lòng với mẫu phác thảo, các bạn trẻ mới bắt tay vào việc vẽ màu lên thủy tinh. Những chiếc bình, chiếc đèn, chiếc ly đơn điệu đã trở nên sinh động hơn qua bàn tay khéo léo của các bạn trẻ. Công việc vẽ trên thủy tinh cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo. Và trên hết là niềm đam mê nghệ thuật. Bởi để hoàn thành một tác phẩm phải mất từ vài tiếng đồng hồ cho đến vài ngày. Điều thú vị là những tác phẩm khi ra mắt công chúng đều mang đến sự mới lạ, độc đáo với đường nét hoa văn rất sắc sảo. Tuấn Khôi nè, ví dụ như để làm một cái tác phẩm như thế này thì nó đòi hỏi chúng ta là phải trải qua bao nhiêu công đoạn tất cả? Thưa anh, để ra đời một cái tác phẩm như vậy thì chúng ta có những cái công đoạn như sau là thứ nhất là mình vẽ nét, vẽ bút bi, vẽ nét, sau đó thì mình phủ màu và mình đi line, tức là đi lại cái đường nét lần nữa, và sau đó thì mình phủ chất bảo quản để có thể tác phẩm mình có thể tồn tại là lâu, không bị bong tróc.
Như vậy thì trong số những cái công đoạn mà Khôi vừa kể đó, thì theo Khôi cái công đoạn nào là khó nhất đối với những người nghệ nhân làm nên những cái tác phẩm này? Dạ, mỗi công đoạn thì có mỗi cái chuyện tiếp khác nhau, thì công đoạn nào thật sự công đoạn nào cũng quan trọng hết. Thì cái mà để mà cứ quyết định tác phẩm mình đẹp hay không thì đó là cái công đoạn lên màu, vẽ màu, màu như thế nào cho sản phẩm mình được trong suốt. Như anh thấy á, ở đây mỗi một tác phẩm của em nó đều có những cái hoa văn khác nhau. Như vậy thì chắc hẳn là mỗi một cái hoa văn như vậy nó phải gửi gắm một cái thông điệp nào đó đến những người sử dụng nó, đúng không? Dạ, như đây là bình hình ảnh với những hình ảnh bông sen và những cái lá sen. Thì hoa sen là một loại hoa đặc trưng của Việt Nam. Còn đây là chiếc bình mà có những hình ảnh con chuồn chuồn, thể hiện cái không gian sống và những cái màu sắc hoa văn, màu xanh của thiên nhiên đất trời. Hình ảnh em vẽ lên chiếc bình này là chiếc lông công cách điệu, thể hiện sự độc đáo và màu sắc sinh động. Tôi có thân mến, theo như anh Trí được biết thì em rất là tâm đắc với loại hình GP, như là nó là một cái loại hình nghệ thuật cũng xuất phát từ Nhật Bản như vậy. Như vậy thì em có thể nói rõ hơn, thế thì vẽ GP thì vẽ như thế nào? Nghệ thuật vẽ GP này thì mình ví dụ như em có thể em vẽ chân dung của anh thì với gương mặt thật to và tay chân nhỏ, thì nó cũng thuộc dạng tranh biếm họa của Việt Nam. Thì những hình ảnh này và ý nghĩa thì làm cho những chiếc bình, chiếc ly mang hình ảnh của anh, thật của anh trở nên sinh động và hài hước về dí dỏm. Từ sự sáng tạo của các bạn trẻ đã tạo ra nhiều tác phẩm thú vị. Đó là những chiếc bình với hoa văn sinh động. Việc chọn các tông màu nóng vẽ trên thủy tinh đã tạo nên hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Bình thủy tinh hay những chiếc ly được vẽ hình các loại hoa cũng tạo một nét riêng, lãng mạn và tinh tế. Chiếc đèn với các ô kính nhỏ nhiều sắc màu cũng tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Đặc biệt, những hình ảnh cô dâu chú rể, ảnh ngộ nghĩnh của các nhân vật trên sân khấu hay chân dung của người nổi tiếng cũng được các bạn trẻ thể hiện lên tác phẩm thật dí dỏm, sống động. Với sự khéo léo và yêu thích cái đẹp, các bạn trẻ đã tạo nên nhiều tác phẩm rất thú vị. Là một dịp rất là tình cờ, tôi đến một cái hội chợ triển lãm những cái mặt hàng được làm bằng tay của một nhóm các bạn trẻ tổ chức với nhau. Thì tôi mới biết được có những cái sản phẩm vẽ nghệ thuật lên trên đồ thủy tinh. Thì cái điều này gây cho tôi một cái sự thích thú về cái nhìn mỹ thuật, đặc biệt là tôi thích những cái đèn, những cái bình được vẽ để cắm cây nến ở trong đó, bởi vì cái hiệu ứng của nó là khi mà mình thay cho đèn ngủ đó mà mình ở trong phòng tối thì những cái hình ảnh nó được phóng lên trên tường, nếu mình để nó vào một góc tường thì nó sẽ ra những cái hiệu ứng nghệ thuật về mặt hình ảnh rất là đẹp. Tôi thấy đây là một cái sáng tạo của người vẽ những cái hình ảnh này. Tôi nghĩ là cái thể loại mà vẽ trên thủy tinh và pha lê chắc cũng đã có từ lâu đời rồi, đặc biệt là trong cái mỹ thuật của Ý và của châu Âu. Thì nhưng mà có thể ở Việt Nam thì ít có ai người ta để ý tới cái thể loại này. Thì tôi thấy là Khôi là một trong những người bạn trẻ mà có cái sự sáng tạo và nhạy bén, đi vào một cái lĩnh vực mà ít ai người ta nghĩ đến á, và làm được. Tôi cũng có đặt một số những cái sản phẩm để cho Khôi vẽ cho những cái bình hoa, nhưng mà sau khi Khôi vẽ xong thì tôi lại thấy nếu cắm hoa vào thì nó uổng quá, cái bố cục nó sẽ bị xấu đi, thì tôi lại thích trưng nó ở một cái góc nào đó trong phòng. Nếu mình biết cách mình trưng nó ở một cái nơi nào đó ở trong một căn phòng của mình thì phải nói là thật sự nó tạo ra một cái góc nhìn mỹ thuật rất đẹp cho khu vực trang trí trong nhà mình. Như vậy thì với những cái tác phẩm như thế này thì liệu rằng chúng ta có thể sắp đặt nó vào những cái không gian sống khác nhau như thế nào không?
Ví dụ như trong không gian một phòng khách thì có rất nhiều ánh sáng, thì mình nên chọn những chiếc bình to cao và thể hiện có rất nhiều màu sắc sinh động trên bình, thì khiến căn phòng của mình sẽ trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Phòng khách khi trang trí một chiếc bình thủy tinh với hình ảnh là những bông hoa với màu sắc rực rỡ đã làm cho không gian thêm sang trọng. Chiếc bình đã làm cho không gian bớt đơn điệu và là một điểm nhấn mang tính mỹ thuật cao. Trong không gian sống của chúng ta đôi khi có những cái chỗ khoảng trống thì chúng ta nên trang trí như thế nào? Thường trong không gian sống của chúng ta thì có những cái ô trống như vậy. Thì mình trang trí một chiếc bình với những cái hoa văn sinh động như vậy thì làm cho không gian chúng ta trở nên có điểm nhấn. Với những căn nhà phố có thiết kế hiện đại, trên những góc cầu thang cũng cần có những tác phẩm trang trí. Sử dụng những tác phẩm vẽ thủy tinh cũng là lựa chọn hợp lý. Tại tiểu cảnh hay góc nhỏ trong nhà cũng có thể trang trí chiếc bình nhỏ nhiều màu sắc. Khi đó không gian sẽ bớt đơn điệu và nhàm chán. Thế đối với cái không gian phòng ngủ thì chúng ta có thể sử dụng những cái tác phẩm như thế nào để giúp trang trí cho cái căn phòng của mình nhìn đẹp hơn? Không gian phòng ngủ thì đó là một nơi riêng tư. Và mình trang trí những chiếc bình có hoa văn nhẹ nhàng và đơn giản, màu sắc âm những gam màu nóng thì tạo cho mình cái khoảng thời gian được thanh thản và nghỉ ngơi. Phòng ăn rất cần sắc màu tươi vui. Chiếc bình có tông màu cùng với tranh trên tường mang lại cảm giác tươi mát, dễ chịu. Nhà bếp khi trang trí những tác phẩm vẽ thủy tinh cũng tạo sự ấm cúng, gần gũi. Trong không gian sân vườn, những chiếc đèn thủy tinh nhiều sắc màu, nếu sắp đặt hợp lý cũng tạo nên không gian lãng mạn và thân thiện. Những mảng xanh của cây cỏ kết hợp với đèn thủy tinh đã làm cho sân vườn sinh động và đẹp mắt hơn. Qua cái sử dụng thì thấy là về các cái sản phẩm thủy tinh này nó trang trí trong các cái phòng khách cũng như là trong các cái lúc mình thư giãn đi về thì mình nhìn thì nó có tính cách là nó đẹp mà nó cũng thư giãn. Thật sự là thú vị khi mình chọn những cái sản phẩm này. Thật sự đây là những sản phẩm ngày thường chúng ta thường thấy, nó rất là những vật rất bình thường, những cái hũ, những cái bình bằng lọc thủy tinh, nhưng với bàn tay của các bạn nhà họa sĩ thêm thắt vào đó những tình tiết hoa văn thật là thú vị, thật là đẹp. Khi tôi để ở trong nhà và bất cứ ở điểm nào, ngay phòng ngủ, ngay phòng khách hay trong nhà ăn, thì tôi thấy có cái điều cảm hứng rất là tốt, thư giãn rất là tốt. And the first time I see it, if you're asking me, lần đầu tiên nhìn thấy những tác phẩm vẽ thủy tinh, tôi đã bị mê hoặc bởi những sắc màu, hoa văn trên tác phẩm. Khi nhìn ngắm tác phẩm, tôi càng ngưỡng mộ sự khéo tay của các bạn trẻ. Tôi đặc biệt thích đèn chân nến. Chúng rất ấm áp và mang tính nghệ thuật cao. Tôi đang tìm mua quà lưu niệm. Chắc chắn khi về nước, tôi sẽ mua những tác phẩm này về làm quà cho người thân của tôi. Những tác phẩm như vậy thì chúng ta có thể qua thời gian thì nó sẽ những màu sắc nó sẽ bị mờ đi. Thì chúng ta có thể dùng khăn mềm nhúng nước và chúng ta lau nhẹ. Những chiếc bình như thế này thì chúng ta muốn bảo quản lâu thì chúng ta tránh cái ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao thì nó sẽ tồn tại khoảng 5 đến 10 năm.
Sự khéo léo, kiên trì và tình yêu nghệ thuật của các bạn trẻ đã làm nên những tác phẩm vẽ thủy tinh đặc sắc. Họ đã thổi hồn vào tác phẩm để chúng lung linh, tỏa sáng, mang đến những cảm xúc đẹp cho người thưởng lãm. Những chiếc bình, chiếc đèn hay chiếc ly đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật qua sự sáng tạo thú vị của các bạn trẻ. Kính thưa quý khán giả, với cuộc sống hiện đại, chúng ta ai cũng muốn làm đẹp cho không gian sống của mình. Và với các tác phẩm thủy tinh nghệ thuật được vẽ bằng tay như là chiếc bình, chiếc ly hay là một chiếc đèn nhiều màu sắc sẽ là một sự lựa chọn hết sức thú vị để ngôi nhà của chúng ta thêm phần ấm cúng và sinh động hơn. Qua tiết mục nghệ thuật và cuộc sống kỳ này, Cẩm Trí hy vọng đã đem đến cho quý vị nhiều thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nghệ thuật và cuộc sống kỳ sau.